Rồi, ok, xin chào các bạn. Chào các bạn đã quay lại với kênh Sơn Bản Quốc, kênh chuyên hướng dẫn và săn những cái kèo Adrop. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái kèo trên bí quyết 3 BNC. Thì hiện tại thì có một cái kèo là săn CRV 1 triệu CRV và 300.000 USDC. Thì cái kèo này làm rất là đơn giản. Các bạn sẽ truy cập vào trong quyết 3 BNC. Đồng thời đó thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái phần app, phần Adrop ha. Các bạn sẽ thấy trên này, hoặc các bạn vào phần khám phá này. Đấy, khám phá đây cũng được ha. Để chúng ta nhìn thấy cái đồng cái app CRV, chúng ta kích vào ha. Rồi sau khi mà kích vào thì chúng ta sẽ bấm login, nghĩa là chúng ta kết nối ví. Rồi chúng ta bấm ký ha. Rồi nhiệm vụ đây thì chúng ta sẽ kết nối, và các bạn hãy chuẩn bị trong ví BNC OBBNB một ít phí ha. Cái kèo này thì chỉ một số là có cần phải phí. Thì chỉ thường ngày thì các bạn sẽ bấm vào đây ha. Đấy, thường ngày chúng ta bấm vào đây, chúng ta check in. Rồi sẽ có đồng. Thì ở đây các bạn sẽ thấy là mỗi lần chúng ta sẽ mất một tốn một chục phí này, rất là nhỏ ha. Hàng ngày chúng ta xác nhận này. Rồi ok, để đấy thì cái này là cái chiết hàng ngày, thì ta chiết in hàng ngày thì nó sẽ cộng cái đêm boy cho lên chúng ta, đồng thời đó nó sẽ đổi sang tự đổi quy đổi sang CRV chúng ta ha. Và tiếp tục thì cái những cái dụng cụ ở trên này thì chúng ta sẽ làm đấy, ví dụ như kết nối với Telegram này, rồi kết nối với mình đi mà Bitcoin Wallet hoặc là Solana Wallet, chúng ta cứ bấm vào như thế này, chúng ta ký xác nhận này, rồi sau đó thì chúng ta bấm làm ha. Thế các bạn sẽ thấy là cái gì ở trên này chúng ta có thể làm được thì chúng ta cứ làm ha, để chúng ta tăng điểm boy của chúng ta để cho nó đổi CRV lên ha. Đây, chúng ta làm ha. Đây là xác nhận mail, thì các bạn bấm vào đây và điền mail. Mình chỉ làm đơn giản mấy cái đơn giản thôi cho các bạn, để các bạn có thể là sau đó thì chúng ta sẽ tự làm, bởi vì video nó rất là dài ha. Đấy, chúng ta làm hoặc kết nối cái tour này. Đó, cái tour thì các bạn sẽ nhập vào đây, nhập cái tài khoản tour của các bạn vào đây. Rồi thì các bạn sẽ cái phần check in này, check in để chúng ta tăng cái điểm boy lên, và cái phần kết nối với cái những account, ví dụ như là X, tài khoản X này, rồi Telegram này. Thì cái nào các bạn sẽ không có thì các bạn sẽ tạo một cái xong các bạn nhập vào ha. Bởi vì nếu mà chúng ta đi sign up á, thì chúng ta cần phải có những cái mạng xã hội, ví dụ như là TikTok, Telegram. Đấy, đồng thời với có những sàn thì nó, những dự án thì nó sẽ yêu cầu những cái mạng xã hội khác. Thì mạng xã hội thì chúng ta cứ dùng bình thường, chúng ta cứ dùng bình thường nhé. Chúng ta tạo cũng không mất cái gì cả. Rồi đồng thời đó thì có những cái nhiệm vụ ở dưới đây để chúng ta kiếm được thêm những điểm boy, ví dụ như là follow cái kênh TikTok của họ này, đấy, của CRV này, và follow cái kênh BNB Web3 này, và đây là zone vào Discord này, đấy, zone vào Telegram này. Đấy, thì đồng thời đó thì nó sẽ có một cái phần là set link giới thiệu này. Thì nếu các bạn set được link giới thiệu thì các bạn cứ cũng như đồng thời là cái link giới thiệu mình sẽ để dưới phần mô tả cũng như ở trên nhóm Telegram của mình, để các bạn kích vào ha. Để chúng ta cùng nhau chúng ta làm app, chúng ta săn những cái kèo với BNB. Thì những cái kèo trên sàn BNB hoặc là trên VS3 BNB thì nó rất là những cái con coin rất là uy tín rồi. Thì chúng ta cứ làm xong thì chúng ta sẽ chờ đến cái ngày mà nó phân phối, thì chúng ta ở trong nhóm thì mình sẽ có những thông tin và thông báo cho các bạn để các bạn cùng làm về ha. Đấy. Và đồng thời đó thì các bạn sẽ có được những cái combo hàng ngày của những dự án, của những cái thông tin và những cái video hướng dẫn. Rồi ok, thì cái chương trình Adrop trên web3 của mình ở đây đã kết thúc. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn vào những chương trình lần sau.